Hello anh em nhá, chào mừng anh em đã đến với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Đây, lên sóng các bác của em Họa Mi ôm cống rồi các bác này. Ôm cống các bác nhá, em này thuần cả 100% rồi các bác. Chim ôm cống rất là đẹp các bác. Đấy, các bác thấy không? Ôm cống nhá, siêu phẩm luôn các bác. Siêu phẩm ôm cống chơi cánh luôn, đấy, các bác thấy không? Ôm cống nhá. Em này thuần đúng cả 100% luôn các bác. Xách lồng, lắc lồng, hót thoải mái luôn. Hót không phải nghĩ luôn các bác. Bác nào mà cần hàng chơi cánh ôm cống mà thuần như em chim này thì các bác cứ alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 097 4648 99 nhá các bác nhá. Đấy các bác thấy không? Em này còn chưa căng hẳn đâu nhá. Em này mà căng hẳn em nói thật với các bác, nó nhảy nhảy lên nhảy xuống, nó ôm cống liên tục. Ở trên chợ đấu thoải mái luôn các bác, đấu cả buổi sáng luôn. Em này ấy, bộ to đấu tốt các bác nhá, chơi cánh ôm cống. Hiện tại bây giờ thời tiết nó đang rơi vào tầm 11 rưỡi rồi các bác nhá, nó hơi nắng. Em đang quay chim nó giữa trời nắng này các bác nhá, nên chim cũng có thể nó không thể chơi sung được như kiểu là đấy trước, như kiểu là lúc đầu, lúc buổi sáng hay đấy. Sáng nay em bận công việc quá nên là không quay được clip sớm. Đây các bác thấy không, chim chơi rất là sung nha các bác nhá. Đấy các bác thấy không, cánh lúc nào cũng muốn ôm cống. Đấy ôm rồi này, ôm rồi này, đấy kia các bác. Tiếc cái là mỗi lần em nó ôm em nó không quay hay quay cái đây cơ, buồn thật đấy. Đây các bác thấy này, đây ôm này, ôm em ơi, ôm. Em này thuần cả 100% rồi các bác, xách lồng lắc lồng hót thoải mái luôn. Ra test cho các bác xem độ thuần của em này nha các bác nhé. Em này chơi cánh rất là siêng luôn các bạn, chơi cánh cực siêng luôn. Đấy, ôm cống này các bác này. Alo, em ở Tuyên Quang nha. Vâng, vâng nhé. Tí em gọi lại cho anh em đang bận khách, tí vào tôi gọi lại cho em, đang quay chim giờ đi. Đây ra quay xách lồng cho các bác test độ thuần cho các bác xem em này. Có phải nghĩ về độ thuần rồi. Thuần luôn này. Đấy. Thuần chưa? Vẫn hát bình thường thôi. Quá thuần luôn. Ôi chơi ôm cống luôn trên trên tay này các bác ơi, nhìn này. Ôm cống luôn sát trên tay này. Thank you.
Team chơi như này có chơi thế nào các bác nhỉ? Các bác nhá. Em test cho các bác độ thuần rất là tốt rồi đấy. Ôm cống này, ôm cống này, ôm cống này đấy các bác thấy không? Ôm cống đấy, ôm cống, ôm nhá. Chơi cánh rất là siêng, rất là bền nha các bác nhá. Các bác thấy chưa? Em xin phép bác dừng video clip tại đây nha các bác nhé. Quay thêm 1 phút nữa là phút thứ 8. Đấy các bác thấy chưa? Ôm cống rất là tốt luôn. Đấy, ôm cống đi em. Chim thì thuần 100% rồi. Chơi cánh ôm cống rồi. Hàng này đẳng cấp rồi. Ôi cánh này y dời ơi. Chơi nhiều chán rồi, mệt rồi các bạn. Em xin phép dừng video clip với nhá. Bạn nào mà thích em này thì alo cho em nhá.